Giữa tiếng pháo nổ rền vang ở khu vực xung quanh, Vitaly, 22 tuổi, một trong ba binh sĩ vận hành hệ thống pháo Yassin cho biết, cường độ bắn pháo của Nga đã tăng lên so với tháng trước. Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó ở khắp mọi nơi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình là đào hầm ngầm. Ngày nào cũng vậy, sau khi có thông tin về mục tiêu, chúng tôi nhận lệnh xử lý mục tiêu rồi quay trở lại công việc đào hầm. Kế vận hành hệ thống pháo Yassin cũng như các binh sĩ Ukraine khác trên mặt trận nói rằng số vụ pháo kích của Nga có phần giảm đi nhiều so với năm 2022, nhưng họ vẫn gặp nhiều khó khăn khi đối phó với các đợt tấn công mới của Nga. Chỉ huy đơn vị pháo binh Ukraine, ông Oleksandr cho biết, chúng tôi phải đối mặt với đối phương rất mạnh và nguy hiểm. Họ có nhiều tài nguyên, vũ khí và binh sĩ. Quân đội của họ mạnh hơn chúng tôi xét về số lượng, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu một cách hiệu quả. Theo ông Oleksandr, hiện có rất ít sự dịch chuyển trên tiền tuyến. Xung đột trở nên căng thẳng hơn so với giai đoạn trước. Các bên chủ yếu cố thủ tại vị trí, không có nhiều sự dịch chuyển. Chúng tôi không tiến tới bất cứ đâu và họ cũng vậy. Tại Donetsk, các cuộc giao tranh ác liệt nhất vẫn diễn ra ở Avdiivka, khi lực lượng Nga tập trung khoảng 40.000 binh sĩ ở mặt trận này. Chuyên gia quân sự Vladislav Selenov cho biết, thời gian gần đây, Nga đã kiểm soát được các tuyến đường cao tốc nối Avdiivka với các khu vực lân cận, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa gọng kìm Nam Bắc xuống chỉ còn 7 km. Nếu để Moscow giành được cả Olivka ở phía Bắc và các làng Tonenke và Sievene ở phía Nam, tuyến phòng thủ của Ukraine sẽ bị đẩy vào tình thế nguy cấp.